Con máy cho anh Lập này, máy 730D, máy đẹp lắm, rất là vàng kê, sexy sườn xiết rồi, giá là mềm nhũn luôn, thoải mái mà chơi. Về chúng ta chỉ lưu ý mỗi cái chế độ băng thôi, ví dụ băng low noise, đây là băng Norman nhé, băng chrome, ghi chrome này CR2 Norman CR2 và Ferric Chrome. Băng Ferric Chrome này chúng ta rất là ít có nên chúng ta bỏ đi. Chúng ta chờ đang test Sony là Norman nhé. Line bit này chỉ có tác dụng khi chúng ta ghi thì nó giới hạn mức ghi cho chúng ta thôi. Không thì thả ra chúng ta tự canh. Canh hai cái vu này rất là khó canh. Máy đèn vu thằng nào cũng khó canh để ghi lắm. Còn cái này chúng ta thả ra để lái từ line in vào. Đô bài chúng ta up đi. Ok. Xong. Cái revert này chúng ta để ở vị trí trên này là hát một chiều xong nghỉ, mà mình khuyên hát một chiều thôi. Còn không thì xuống ta ở vị trí này là hát một chiều xong hát lại hết băng xong nó quay lại. Còn nếu xuống dưới này luôn là hát mít thôi, nó hát hết xong nó trả lại nó hát mít thôi. Và chúng ta để trên này đi ha. Ok. Đời ơi, tình yêu của em mong người sẽ quay về. Đời anh tình em tan vỡ, người ơi hãy nhớ. Rất là hay. Anh ngập nắng mang theo đó cũng vàng, anh chờ mùa thu sang, mùa thu bông hoa. Ok, phát rất tốt, nhớ chùi đầu từ sạch sẽ nha, đầu từ sạch sẽ và trọng tăng sạch sẽ khi ghi vào phát. Cái này được rút lên được này, nó có cái gờ cài, nắm hai tay rút lên, mình đang một tay cầm điện thoại rồi, có cái gờ cài đó, nắm hai tay rút phát là lên liền đó. Ok, lưu ý giờ không biết đường là chúng ta không chùi được từ được đây này ha, chùi rất là đơn giản. Và chúng ta ghi cuốn đi lục mạnh nhé. Red play đi. Có sợi tóc nào bay trắng chi nhớ nhỏ nhây, không còn ai ta trôi trong cuộc đời, không chờ. Khi ghi cái này không có sao cả, tăng giảm bình thường. Còn cái này là phải canh hai cái vu này cho nó vừa nhé. Cộng 2, cộng 3, cộng 1 cái đấy. Nói chung tóm lại nó vừa phải. Cái hành trình nó lớn lắm, cái hành trình nó mạnh lắm. Chẳng có con đi. Thấy chưa? Chiều nay xin mù trong vắng nơi, bao dù ta ngậm ngùi, xin mù rơi vòng đây. Ok, thôi. Làm cái video về anh biết đường là sợ. Em về hãy về. Bạn ghi đấy. Ghi của nó đấy, hay chúng ta test âm trên này. Cái gen con này lớn nha, gen này rất là lớn. Em về hãy về, ta thiêng dư một đời, không chậm có con đi. Còn khi chúng ta ghi băng, đây là ghi băng Norman, chúng ta đang chọn ở Norman nhé. Bây giờ chúng ta ghi băng chrome thì chúng ta phải chọn ở mức độ chrome ha. Chrome này. Chúng ta chọn CR2, chrome này. Chọn vào. Khi ghi, khi phát, nhớ chọn đúng chế độ băng. Lưu ý dùng cái. Có nhiều đây nhắc, tới nhắc lui, nhắc miết luôn. Rất là. Chiều lạnh lùng chờ nắng hoa mai, nghe đường mong sưng trong mùa hoài, không khóc nghe lời.
ghi đến nước nó bít là được, chớp đèn lên. Lưu ý chế độ băng và chùi đầu từ cho sạch. Đầu từ đen thui, bữa hôm có ông bạn ở Hà Nội gửi về kêu mất phát yếu một kênh. Mình chỉ cần chùi đầu từ cái bỏ vào phát hai kênh ngon. Mấy công không? Máy sexy rất là ok. Đáng tiền. Rất đáng chơi. Ok.